Hoàng tử qua đời. Ngày xưa, có một vương quốc nọ, sau thời gian dài đấu tranh với các thế lực xâm lược mới có được hòa bình. Tuy nhiên, ngủ quên sau chiến thắng, thời gian sau đó, cả đức vua lẫn đám quần thần đều chỉ lo an hưởng thái bình, quên đi trọng trách với quốc gia. Thật không hiểu những buổi thiết triều thế này có ý nghĩa gì nữa. Phải có cách nào để đức vua của chúng ta quên hẳn việc triều chính đi. Hoàng đế bây giờ vốn đã quen ăn chơi, nếu có thêm chính phi nữa thì... Ý quân hài đúng là sáng kiến. Còn chờ gì nữa mà không chọn một thiếu nữ đẹp tuyệt vời để vua lập hoàng hậu. Nhưng trái với âm mưu của đám quan lại xấu, hoàng hậu trẻ lên ngôi sau đó lại khiến đức vua thức tỉnh, chỉnh đốn việc triều chính. Đúng là đàn đâu, lại trước cái gai về đâm mình. Ta không tin mình không có cách đối phó với mụ. Ít lâu sau, hoàng hậu sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Nhưng lạ kỳ, từ thân thể em bé tỏa ra ánh pha lê lấp lánh. Không sao, con trai của ta ngoan nào. Viên tể tướng và đám đồng đảng bèn rao tin hoàng hậu là một phù thủy khắp vương quốc. Tâu bệ hạ, thần đã cố công theo dõi được một thời gian rồi. Hoàng hậu chính là một phù thủy trá hình. To gan, ngươi tưởng ta không dám chém đầu ngươi à? Tâu bệ hạ, ngươi có giết thần, nhưng ngờ phận làm tôi, thần tuyệt phải bảo vệ người. Hoàng hậu phù thủy gớm ghiếc, hoàng tử quá nhân, phải trước hoàng hậu đây. Tâu bệ hạ, toàn bộ lính đã phải huy động để bảo vệ các cửa thành, nhưng chúng dân vẫn tiếp tục quá khích vào đập phá. Trước áp lực của bầy tôi và sự phản kháng của dân chúng, đức vua phải đau đớn rút phế hoàng hậu và hoàng tử con trai mình ra khỏi hoàng cung. Con trai à, cha cũng vì bị ép buộc, dù thế nào mẹ cũng sẽ bảo vệ con. Mụ hoàng hậu phù thủy kia, mẹ con người không đáng sống trong vương quốc của chúng ta. Chúng ta sẽ thay hoàng đế trừng trị mụ phù thủy. Dân chúng đều tin hoàng hậu là phù thủy, chửi rủa và đánh đuổi hai mẹ con nàng. Hoàng hậu lấy thân mình che chở con, chạy thoát vào rừng sâu rồi kiệt sức ngã gục. Thật tàn ác, thiên thần Sali, mau đi cứu lấy đứa trẻ đáng thương đó đi. Vâng, thưa thượng đế nhân từ. Người hãy chăm sóc cho đứa trẻ trong khu rừng đó, còn toàn bộ vua quan và chúng dân của vương quốc vô tình kia, ta sẽ trừng phạt chúng. Thượng đế ra một lời nguyền khiến vua tôi, dân chúng vương quốc bị gai nhọn mọc đầy người, để suốt đời không ai được gần gũi ai. Nhưng thay vì thức tỉnh, người dân sống với nhau càng thêm gai góc, bất hòa. Hoàng đế ủ dột trong đau khổ, quan lại xích mích, lớp gai trên mình họ càng dài và cứng nhọn. Tin tức vương quốc yếu thế nhanh chóng đến tai bè lũ xâm lăng. Chúng không mất nhiều thời gian để đánh bại đám lính nhục chí, xông đến tận kinh thành. Cứu chúng tôi với! Hãy cầu cứu vị vua khốn khổ của các người phía sau kìa. Bọn quan lại xấu hèn mạt tháo chạy. Đức vua liều mình cùng số ít những quan lính trung thành cố chiến, nhưng cuối cùng phải ngã ngựa vì một mũi tên tẩm độc. Chúng thật đáng chết, không phụ giá được hoàng đế. Gian nan thử lòng người, các khanh chính là những bề tôi trung thành nhất của ta. Nài thoát chết đến trực hoang này, âu cũng là ý trời. Hãy cùng ta tập luyện, chiêu mộ thêm binh sĩ. Còn dân của vương quốc với nhận dạng là lớp gai trên người này. Tuân lệnh bệ hạ. Vậy là nhờ lớp gai cứng mọc trên thân thể, nhà vua đã chiêu mộ được những binh sĩ trung thành mà quân xâm lăng không thể trà trộn. Chọn thời cơ thuận lợi, đoàn quân thiện chiến với lòng tin thống nhất đã chiếm lại được thành trì. Xin bệ hạ và mọi người gắng lên một chút, ngự y của triều đình đang đến rồi. Ta chết giờ cũng đành lòng, nhưng ta hận không được một lần ôm con trai mình. Hận không thể cứu dân chúng của ta khỏi lớp gai nhọn hành hạ thân thể. Thưa phụ hoàng, con đây, con chưa từng hận cha, trái lại luôn tự hào vì người. Con trai của ta đúng là con rồi. Trời ơi, lớp gai trên người đức vua đã biến mất khi hoàng tử ôm lấy người. Nhưng hoàng tử bị chảy máu rồi. Chúng ta hãy thương yêu nhau, bất cứ hình phạt nặng nề nào của thượng đế cũng đều được giảm bớt. Trời ơi, gai của ta biến mất rồi. Thần cảm tạ hoàng tử. Dường như chỉ cần hoàng tử ôm chúng ta thôi là có thể loại bỏ lớp gai nhọn.
Cứ thế, hoàng tử trẻ đã ôm hết người dân bị thương này đến người dân khác. Cùng với máu ứa ra trên thân thể chàng, lớp gai trên người họ cũng biến mất. Chúng tôi xin hoàng tử đừng lao lực thêm nữa. Chúng tôi thành tâm nguyện mang lớp gai này trên mình để người còn được sống cùng chúng tôi. Các người đã hiểu được tình yêu thương chân thật, dám hy sinh bản thân mình cho đồng loại là định nghĩa của yêu thương. Ta sẽ rút bỏ hình phạt. Từ nay về sau, hãy biết trân quý lẫn nhau. Có như vậy, sự hy sinh của chàng trai nhân hậu này mới không uổng phí. Hoàng tử trẻ đã ra đi trong sự tiếc thương, ân hận của toàn thể chúng dân vương quốc. Trên mộ chàng mọc lên những bông hoa đỏ tươi như máu, với thật nhiều gai nhọn như sự kết tinh lại bởi trái tim chàng, để nhắc nhở cho người đời bài học cao cả nhất về yêu thương. Người ta gọi loài hoa đó là hoa hồng. Và mãi mãi đến ngày nay, dù mang nhiều màu sắc khác nhau, loài hoa đó vẫn tượng trưng cho sự yêu thương. Lời nói dối. Kia chẳng phải là thằng cu bờn nhà bà Hoa đấy sao? Trời ơi, nó học giỏi quá, được bằng khen học sinh giỏi cấp thành phố cơ đấy. Con xem tivi kìa, cháu bà Hoa vừa được bằng khen lên cả truyền hình cơ đấy. Thằng bé trông thông minh quá trời quá đất. Không biết cháu nội của mẹ sau này thế nào, nhất định là cũng phải giỏi biết chưa. Mà bao giờ con dự sinh vậy? Bác sĩ dự đoán khoảng một tuần nữa đó mẹ. Không được con ơi, nếu đúng là một tuần nữa thì rơi vào ngày mùng 1 âm rồi. Cháu trai của mẹ mà sinh vào mùng 1 âm á, thì không có được. Sao thế hả mẹ? Con không nghe người ta nói trai mùng 1 gái hôm rằm đấy sao? Cháu trai mẹ mà sinh vào mùng 1 thì khó bảo lắm, khó nuôi nữa chứ. Con ơi, hay con nói bác sĩ mổ trước ngày đó đi con. Nhưng sinh trước cũng không tốt lắm đâu mẹ ơi. Dù sao thì sinh đủ ngày đủ tháng vẫn hơn mà. Thêm nữa, con có thể sinh con thường được, chứ mổ không tốt đâu mẹ ạ. Mà sinh thường thì vào ngày nào thằng bé ra đời, làm sao mà mình biết được? Không được, mẹ nói con phải nghe. Kinh nghiệm của các cụ để lại là cấm có sai đâu. Nhưng nếu thằng bé sinh không đủ ngày thì con sợ nó sẽ không khỏe mạnh được đâu mẹ ạ. Tùy con. Nếu như sau này mà nó có vấn đề gì á, thì lúc đấy đừng có ân hận nghe chưa. Mẹ vừa đi gặp thầy bói giỏi nhất ở làng Bông về đây. Thầy phán á, thằng bé mà sinh vào ngày 28 âm là đẹp lắm luôn. Sau này có tướng phát đạt, làm vẻ vang cả dòng họ cơ đấy. Kìa mẹ, cháu nó ra đời lúc nào làm sao mình biết chính xác được? Hơn nữa, những điều trên là vô căn cứ. Mẹ đừng có mê tín quá. Mê tín là mê tín sao? Mẹ sống bằng tuổi này rồi, kinh nghiệm còn hơn các con nữa. Hay là các con cứ xin bác sĩ hẹn ngày đặt lịch mổ trước khi đi cho chắc. Thôi mà mẹ, chuyện này con tưởng mình sẽ không bàn đến nữa chứ. Cứ để vợ con sinh tự nhiên cho cháu nó khỏe mạnh. Thế thì tùy hai anh chị, tôi xin phép không ý kiến nữa. Hả? Trời ơi, con trở dạ rồi phải không? 23 giờ rồi, hay con chịu khó đau một tí cho nó sang ngày mùng 2 luôn đi con. Có một tiếng đồng hồ nữa thôi mà. Đau quá, đau quá, mẹ ơi. Trời ơi, mẹ đừng mê tín quá làm gì. Ai lại bắt người đau đẻ hoãn lại bao giờ chứ? Trời ơi, chờ thêm vài phút nữa mới tới giờ tốt mà. Mẹ ơi, vợ con sinh tới nơi rồi kìa. Mẹ chạy ra mở cửa xe giúp con với. Không nghe lời mẹ thì rồi sẽ không ra sao đâu. Lúc đấy thì đừng có trách là mẹ không có bảo nghe chưa. Mẹ đấy, nín đi con. Mẹ thương, mẹ thương mà. Mẹ nói rồi, trai mùng một mà, khó nuôi lắm. Chưa kể sau này còn ương bướng khó bảo nữa. Trời ơi, sao mà nó khóc nhiều thế cơ chứ. Khóc ngày chưa đủ, còn khóc đêm. Thế này thì ai mà ngủ cho được.
thằng bé ngủ rồi hả con? Vâng ạ. Đã nói rồi thì không nghe, giờ thì sáng mắt ra chưa? Cháu tụi nó như thế này tất cả là tại cô. Bà đi chợ về rồi đấy à? Mẹ con nhà nó có khỏe không? Sao qua trông bà mệt mỏi thế? Khổ lắm bà ơi. Đã nói rồi mà nó không chịu nghe. Sinh thằng bé đúng vào ngày mùng một âm, thành ra giờ mới khổ như thế này nè. Nói cho bà biết này, thằng cháu tôi... Nó cũng sinh mùng một đó bà. Hả? Thật thế hả bà? Quan niệm đó không có đúng đâu bà ơi. Đừng tin vào những chuyện đó mà làm khổ con dâu. Trẻ con có đứa này, đứa kia, có đứa hay khóc dạ đề suốt thời gian dài ấy chứ. Bà hãy để cho con bé Loan có tinh thần tốt mà chăm con, có thế thằng bé mới khỏe mạnh được chứ. Tôi không ngờ thằng cu bờm nhà bà lại là trai mùng một nữa. Con dâu bà chăm thằng bé khéo quá trời à. Còn dâu tôi nó là gái hôm rằm nữa đây. Thật thế hả bà? Trời ơi, con dâu bà có tiếng là đảm đang hiếu thảo, thế mà nó lại là gái hôm rằm cơ đấy. Vậy là bấy lâu tôi đã nghĩ sai rồi hả bà? Bà sai rồi chứ còn cái gì nữa. Tự nhiên lại đi tin vào một quan niệm chẳng có cơ sở khoa học nào, rồi làm khổ cả gia đình, làm khổ con dâu. Vâng, giờ tôi mới biết. Cảm ơn bà nha. Cháu của bà đây mà, thằng bé bụ bẩm đáng yêu, ai cũng khen là nó đẹp như tranh vẽ vậy. Đấy mẹ thấy không, giờ thì mẹ khỏi lo cháu mẹ là trai bụng một nữa nha. À, mà con quên chưa nói, bác Khoa bên hàng xóm mời mẹ tối nay sang nhà ăn cơm, mừng thằng cu bờm bác ấy được giải nhất kỳ thi toán toàn quốc đấy mẹ. Mẹ biết rồi. Cháu khéo tài quá, nấu món gì cũng ngon, lại lễ phép hiếu thảo. Mẹ chồng cháu mà không nói thì bác cũng không biết cháu là gái hôm rằm đâu đây. Cháu sinh ngày 20 âm lịch chứ không phải hôm rằm bác ạ. Hả? Thế sao? Mẹ cháu bảo tôi là tôi nói dối bà đó. Vậy thế còn thằng cu bờm có phải là trai mùng một không vậy bà? Hay là bà cũng... Thật ra cháu nó không phải trai mùng một đâu, cũng là do tôi nói dối bà. Mẹ ơi, là do con đấy. Tại con thấy mẹ cứ vinh vào chuyện thằng cu nhà mình sinh vào ngày mùng một mà làm cho cả nhà mình nặng nề, mệt mỏi, nhất là vợ con. Cho nên con đã nhờ bác Khoa nói như vậy đấy ạ. Cái gì? Thế ra anh lừa mẹ hả? Thế bà có thấy là từ ngày đó con dâu bà đỡ áp lực, nó chăm con cũng tốt hơn đấy sao? Cứ nhìn thằng cu nhà bà mà xem, giờ thì khỏe mạnh, hay ăn. Cả xóm này ai mà chẳng khen thằng bé. Tôi nhìn thằng bé mà cũng mong con dâu tôi nó sinh thêm cho tôi một thằng cháu giống như thế nữa đó. Thì đúng là như thế, tôi thật ấu trĩ phải không bà? Cảm ơn bà nhiều nha. Đi tìm số phận. Ngày xưa có một vương quốc rơi vào cảnh loạn lạc chiến tranh, đức vua bị bắt làm tù binh. May mắn hoàng hậu và các công chúa trốn thoát được, trú chân giữa khu rừng hẻo lánh. Bà mua giùm tôi ít trái vả khô chứ? Cách đây ít lâu còn có thể mua cho cụ 100 lẳng như vậy, nhưng bây giờ con chẳng có một xu. Cụ cầm giúp cho con chiếc trăm này và cho con xin 3 trái vả cho 3 đứa con gái của con. Hỡi những con người đáng thương, một trong số các con gái của bà bị số phận tai ương theo đuổi. Nếu cô ấy còn sống cùng gia đình bà thì bất hạnh sẽ chẳng rời. Cụ vừa nói điều gì vậy? Con gái bà, người mà khi ngủ luôn đặt tay lên ngực trái, bà hãy đuổi cô ta đi nếu không muốn sự việc tồi tệ hơn. Nghe thấu lời bà cụ cảnh báo về số phận tai ương của mình, công chúa Út đau đớn, âm thầm chọn cách ra đi
để không làm liên lụy đến những người cô yêu thương nhất. Cô gái, vào đây đã nào. Trông cô thâm tím mặt mày vì lạnh thế kia. Ừ, dạ, cháu cảm ơn bác. Hả? Cô đã làm gì thế này? Cháu vừa tỉnh dậy đã thấy mọi thứ rối tung lên. Cô có biết đây đều là những chỉ dịch quý vô ban hay không? Đúng là làm ơn mắc oán, cô đi ngay cho. Chuyện tương tự khi công chúa trú chân ở một hầm trữ rượu. Trong đêm toàn bộ số rượu bật nắp chảy lên láng ra sàn mà không rõ nguyên do. Nếu số phận đã định đoạt như thế thì cuộc đời mình sẽ trôi dạt về đâu? Sông chảy về đâu vậy? Cho ta mượn dòng chảy hiền hòa này gửi chiếc khăn theo nói lên những nỗi oan ức của cuộc đời ta về với cha mẹ của ta. Ta là nhũn mẫu của đức vua trẻ vương quốc này, đã 20 năm làm công việc may vá, giặt là. Ta không nghĩ có ai vượt qua tài thêu thùa của mình. Nhưng bức thiêu của cháu thật đặc biệt. Cháu từ đâu đến vậy? Cháu đến từ nơi xa lắm và sẽ không thể về được nữa. Cô gái, ta không biết cháu có phiền muộn gì, nhưng đừng nên suy nghĩ tiêu cực. Hãy ở lại đây, cùng làm công việc của ta. Bác thật là tốt, nhưng số phận tai ương của cháu sẽ gây bất hạnh cho cả những ngôi nhà cháu đặt chân vào đó bác. Vậy cháu đã lần nào thử đi tìm nó chưa? Ừ, bác nói cháu đi tìm số phận ư? Cháu, quả thật là cháu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Hãy ở đây đợi bác một chút. Cháu cầm lấy những đồ này, dọc theo dòng sông sẽ đến một hang núi, dừng lại và gọi số phận của bác. Dạ làm sao? Làm sao? Cháu có thể gọi số phận được à? Hãy thử đi, tới đó và gọi 3 lần. Hỏi số phận của Fran. Và hãy đưa biếu bà ấy nửa bánh và trái cây này, rồi hỏi về số phận của cháu. Số bánh và trái cây còn lại, cháu hãy dành cho số phận của mình. Ta cũng đã từng như cháu, nhưng thay vì trốn tránh, khi chọn cách đối diện, ta đã vượt qua được. Nào, hãy đi đi, và khi trở lại hãy đến nhà ta bên sông này nha. Bác, cháu cảm ơn bác. Không ngờ, làm đúng những lời người nhũ mẫu già chỉ, công chúa Út quả thật đã gặp chuyện lạ lùng chưa từng thấy trên đời. Thưa bà, số phận của bác Fran gửi tới bà bánh và trái cây. Và nếu có thể, cháu là Sarah, xin bà hãy dạy cháu là cháu phải tìm số phận của mình như thế nào. Số phận của cháu là một bà già độc ác và cao có. Xin bà hãy chỉ giúp cháu, cháu phải tìm ra số phận của mình. Số phận của công chúa Út ẩn giật mãi tận nơi sâu xa tít, nhèm nhuốc không tả nổi. Bởi từ khi bà ta xuất hiện là khi công chúa sinh ra, đã 17 năm trời chưa một lần tắm gội. Ai bảo ngươi đến đây làm gì? Khi cần ta sẽ tự tìm đến ngươi. Số phận của bác Phan đã chỉ đường cho cháu đến tìm số phận của mình. Cháu sẽ đi ngay bây giờ. Nhưng xin bà hãy nhận bánh và táo cháu mang đến ạ. Trái với những gì công chúa Út hình dung, bên ngoài sự dữ dằn, ác độc, cô thấy rõ nỗi cô đơn ẩn sâu trong khóe mắt bà già số phận của mình. Tài nghề của nhũ mẫu ngày càng tinh xảo, hình thiêu này rất khuê khác, ta sẽ thưởng hậu cho nhũ mẫu. Dạ, đà tạ đức vua khen ngợi. Nhưng hình này là do cô gái ta mới nhận học việc thêu đó. Ừ, thật vậy sao? Trở lại nơi dòng suối, công chúa tìm đến nhà người nhũ mẫu tốt bụng, chăm chỉ giúp nhũ mẫu giặt là, thêu thùa. Cháu xem này, nhờ hình thêu của cháu mà đức vua đã thưởng hậu, cháu đã gặp số phận của mình rồi. Những đồ này có thể cháu cần đến đó. Mang táo tới chứ? Dạ, cháu để táo bên dòng sông cạnh đây. Bà theo cháu tới đó nhé. Không, ta không đời nào ra gần con sông nào hết. Cháu xin lỗi, nhưng nhất định bà phải theo cháu. Bỏ ta ra, bỏ ta ra, bỏ ta ra. Thường thì con người có số phận tai ương chỉ biết than trách mà không nghĩ đến việc cố gắng làm số phận đẹp đẽ hơn. Cháu đã làm được điều đó.
giờ những điều tốt đẹp sẽ đến với cháu. Ngũ mẫu của ta, người xem, ta đang gặp phải tai họa lớn thế nào. Trong khi các cận thần của ta lặn lội khắp nơi để tuyển lựa một hoàng hậu xứng đáng, toàn bộ rượu và trang phục chuẩn bị cho đám cưới dệt bằng sợi vàng chát bạc ta đã đặt, tất cả đều gặp phải sự cố rồi. Thưa bệ hạ, có chuyện lớn như vậy sao? Đúng vậy, ta tới cầu cứu nhũ mẫu đây, hãy bày gấp cho ta một bộ trang phục đi. Tâu bệ hạ, tôi nghĩ trang phục đẹp nhất với cô dâu là một chiếc váy tinh khôi. Sara, cháu mau vào đi. Đức vua trẻ nhìn thấy công chúa Út thì lập tức trúng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và cả công chúa trẻ cũng vậy, hai trái tim rất nhanh đã cùng nhịp đập. Tâu bệ hạ, đây chính là cô gái theo bức tranh dòng sông Yên Bình mà người khen ngợi. Người nghĩ sao nếu chiếc váy cưới của hoàng hậu tương lai sẽ tinh tế như váy của nàng thiếu nữ này? Là cô gái theo bức tranh tinh tế đó đây ư? Ta muốn chính là chiếc váy này. Nàng đồng ý làm vợ của ta chứ? Vậy là sau tất cả những xui rủi của số phận, công chúa Út đã sánh bước hạnh phúc cùng đức vua trẻ, trở thành một hoàng hậu quyền quý. Về phần cha mẹ ruột của công chúa, vua cha nàng đã chạy thoát khỏi quân giặc, tập hợp quân đội hùng mạnh và giành lại đất nước. Giờ đây, trước hạnh phúc của con gái, họ thật sự mãn nguyện. Trong lễ cưới, còn có một vị khách đặc biệt. Bà mỉm cười chúc phúc cho công chúa. Nhưng trừ công chúa, không ai nhìn thấy vị khách đó cả, vì đó chính là số phận của riêng nàng. Tiên hắc ám. Ta không thể chịu nổi nữa rồi. Trong khi các thiên thần nhỏ khác đều ngoan ngoãn, thì cô bé này lại khóc lóc suốt ngày à. Đây là một thiên thần nhỏ vô cùng kỳ lạ. Cô bé bướng bỉnh, lúc nào cũng quấy khóc và không chịu ở một chỗ. Chúng thần vô cùng vất vả với cô bé này. Chẳng phải năm nào chúng ta cũng phải đau đầu suy nghĩ xem nên chọn ai làm tiên hắc ám sao? Năm nay chúng ta hãy chọn thiên thần nhỏ bướng bỉnh này làm tiên hắc ám. Người thấy thế nào? Tiên ạ. Tiên hắc ám ư? Đó là phong hiệu mà không nàng tiên nào muốn nhận. Được rồi, tiên hắc ám đúng là vị tiên của đau khổ và bất hòa, nhưng ý nghĩa thực sự của vị tiên này không phải ai cũng hiểu được. Thiên thần nhỏ này sinh ra đã có khác biệt với các thiên thần khác. Ta quyết định chọn cô bé làm tiên hắc ám của năm nay. Nhiều năm sau. Đó là ai mà trông đáng sợ và lập dị quá? Đó là tiên hắc ám đó. Vị tiên luôn đi rêu rắc sự xấu xa và bất hòa với nhân gian. Ai cũng muốn tránh xa cô ta hết. Giá như mình cũng có một gia đình hạnh phúc như họ thì tốt biết bao. Thật là đáng sợ, cô ta nỡ gieo nỗi buồn lên một đứa trẻ tội nghiệp. Lại là con bé đó phải không? Không có lửa thì làm sao có khói? Anh mà không đưa đẩy, tán gẫu với nó thì đâu có chuyện gì để nó nhắn tin cho anh suốt ngày như thế. Trời ơi, em lại thế nữa rồi. Giữa bọn anh chẳng có chuyện gì hết. Anh mệt mỏi vì cái kiểu ghen tuông vớ vẩn này của em lắm rồi. Gì thế này? Thiệp mời đến dự bữa tiệc đón xuân của các vị thần ư? Lẽ nào năm nay mình là người đại diện cho các nàng tiên hắc ám? Nghe nói đại diện của tiên hắc ám chẳng năm nào tham gia bữa tiệc này. Với bộ dạng đen đúa và suối quẩy của mình, sao các nàng ta dám tham dự chứ? Tiên hắc ám ư? Tiên hắc ám mà cũng đến tham dự bữa tiệc này sao? Sao vậy? Ta có thiệp mời đến bữa tiệc này. Việc ta đến dự kỳ lạ lắm sao? Nàng đã quyết định đến đây, tại sao lại khiến mình trở thành kẻ lạc loài trong bữa tiệc này như vậy chứ? Ta vốn chỉ vì tò mò về bữa tiệc này mà đến đây.
Nếu biết trước nó nhàm chán và giả tạo như vậy, ta đã chẳng đến làm cái gì. Gì cơ? Nàng dám nói bữa tiệc lớn nhất xứ sở thần tiên này là nhàm chán và giả tạo ư? Ngày quên ta là tiên hắc ám rồi sao? Ta có thể nhìn thấu những tâm địa xấu xa trong sâu thẳm mỗi người. Những nàng tiên ở đây, ai ai cũng có vẻ ngoài xinh đẹp, hào nhoáng, nói năng dễ mến. Nhưng tấm lòng của các nàng ấy thì chẳng dễ mến như vẻ ngoài. Ngài nói ta là kẻ lạc loài trong bữa tiệc này, có lẽ cũng đúng thôi. Vẻ ngoài của ta xấu xí hơn họ, và tâm can của ta cũng ngay thẳng hơn họ rất nhiều. Một nàng tiên hắc ám đã tự cho rằng nhân cách của mình tốt đẹp hơn những nàng tiên khác ư? Thật nực cười. Là tiên hắc ám thì sao? Các người mới thật quá nực cười. Vốn chẳng hiểu gì về tiên hắc ám, nhưng lại có thể tùy tiện đánh giá một cách phiến diện như vậy. Được rồi, ta sẽ khiến cho các nàng tiên xinh đẹp ở đây lộ ra bản chất thật của mình. Không ngờ tiên hắc ám dám đến đây. Nàng ta nghĩ mình là ai chứ? Bộ dạng mập mạp lại còn thêm bộ cánh xấu xí, đến là ghê của nàng ta. Ta thấy thật tội nghiệp cho chiếc váy của nàng ta quá à. Sao cô lại dám mặc bộ váy lộng lẫy hơn ta chứ? Đúng là ngứa hết cả mắt à. Cô nói gì? Thật đáng tiếc, lâu nay ta vẫn coi cô như chị em thân thiết. Bao nhiêu lỗi sai cô mắc phải lúc làm việc, ta đều giúp cô lấp liếm hết. Nghe nói tiền sù tốt sắp kết đôi với nàng tiên bận hàng. Đúng là đũa mốc mà chòi mâm son. Không biết nàng ta đã mê hoặc tiên sung túc của ta bằng cách nào nữa. Chuyện gì xảy ra với các nàng tiên vậy? Tiên hắc ám, chắc chắn cô ta đã rêu rắc sự đố kỵ và nỗi buồn lên những nàng tiên khác rồi. Hãy đuổi nàng ta đi đi, tất cả là do nàng ta hết. Cô ta đi đến đâu là nỗi buồn và bất hòa kéo tới đấy. Không chỉ chúng ta mà cả nhân gian phải đau khổ vì cô ta đấy. Các người không phải đuổi, ta vốn chẳng muốn ở lại nơi này lâu rồi. Đáng đời cô ta. Biến đi, tránh xa chúng tôi ra. Ta chưa bao giờ rêu rắc những điều xấu xa xuống nhân gian hết. Không mấy ai hiểu được ý nghĩa của nỗi buồn, nỗi sợ và nỗi bất hòa, nên luôn nghĩ đó là những cảm xúc tiêu cực. Nhưng phải đi qua nỗi buồn, con người mới biết trân trọng những niềm vui. Phải có những lúc bất hòa, con người mới càng thấu hiểu nhau hơn. Sứ mệnh của ta là khơi dậy cảm xúc thật trong mỗi người mà thôi. Tại sao? Tại sao không ai hiểu được những điều đó chứ? Khá khen cho nhà ngươi, khi còn nhỏ thì làm các bà tiên giúp việc phải bấn loạn. Đến khi trưởng thành thì lại có gan làm loạn cả bữa tiệc của các vị thần. Nhưng ta thực sự phải cảm ơn sự xuất hiện của ngươi ngày hôm nay, cũng như sự náo loạn mà ngươi gây ra. Đúng như ngươi nói, các nàng tiên hắc ám chỉ có sứ mệnh khơi dậy những gì trong sâu thẳm mỗi người mà thôi. Các nàng tiên hắc ám không có sức mạnh mang đến nỗi buồn hay nỗi bất hòa cho bất kỳ ai. Vì vậy, thân làm thần tiên, các ngươi hãy tự vấn lòng mình đi. Tại sao các ngươi lại mang trong mình những tham, sân, si trần thế kia trong lòng? Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.